Chúng ta trật tự để chúng ta lắng nghe câu hỏi. Câu 1: làm gì để không bị đuối nước? A. Có 4 đáp án này. A. Học bơi tại các cơ sở dạy bơi khi có người lớn đi cùng. Không đùa nghịch tại các ao hồ, sông suối, vùng nước sáng, sâu, không có người lớn. Nghiêm cấm, xin lỗi, chấp hành nội quy quy định của nhà trường về phòng chống đuối nước. Và D. Tất cả các ý trên. Mời cánh tay của bạn lớp 12B8. Trước khi chúng ta trả lời thì chúng ta có thể giới thiệu họ tên và lớp. Dạ thưa thầy, là em tên Dương Bảo Hồng, lớp 12B8. Em xin trả lời là đáp án gì? Đáp án D là tất cả các cái trên. Và xin chúc mừng bạn Hân đến từ lớp 12B8 đã nhận được một phần quà. Câu hỏi thứ hai: trước khi bơi chúng ta nên làm gì? A. Tập thể dục khởi động khớp chân tay từ 5 đến 10 phút. B. Nhảy xuống bơi ngay khi người đang nóng. C. Chọn hồ bơi đảm bảo sạch sẽ, có người cứu hộ khi cần. D. Cả phương án A và C. Mời một cánh tay của lớp 10D. Mời bạn đầu hàng của lớp 10D đấy. Thưa thầy, em tên là Nguyễn Trọng Anh Thư, học sinh lớp 10D. Em xin chọn câu D, A và C. A và C. Giờ nội dung là gì nữa? Rất tiếc cho những bạn còn lại. Và xin chúc mừng lớp 10D nhận được một phần quà. Như vậy chúng ta chọn đáp án A và C. Câu hỏi thứ ba: khi ngồi trên thuyền bè ta nên lưu ý điều gì? Thứ nhất, mặc áo phao vui chơi thoải mái trên thuyền. B. Mặc áo phao và đi dạo trên thuyền bè. C. Mặc áo phao ngồi không được thò tay thò chân xuống nước. Và D. Không cần mặc áo phao. Mời cánh tay của lớp bạn nữ lớp 11 AP7. Câu C. Như vậy là đáp án C là chúng ta mặc áo phao ngồi không được thò chân xuống nước. Vậy chúc mừng bạn Hội Thương lớp 11 AP7 đã trả lời đúng. Câu hỏi thứ ba. Chúng học lái xe vậy, tao đáp án cuối không vậy? Câu hỏi thứ tư. Vậy là lúc nãy giờ ba câu là chúng ta các câu hỏi này chưa làm khó được các em phải không? Chúng ta bước sang câu hỏi thứ tư. Vì sao trẻ em biết bơi lội vẫn có thể bị đuối nước? A. Do thể lực sức khỏe, không biết cách cứu đuối nhưng mạo hiểm cứu nạn nhân bị đuối nước. B. Do chưa biết và chưa thực hiện đúng các nguyên tắc an toàn khi bơi lội, không có kỹ năng xử lý tình huống chuột rút khi bơi vào dòng nước sâu xoáy. C. Hay thích đùa nghịch, xô đẩy, nhào lộn dưới nước, rơi từ độ cao bất ngờ xuống dòng nước chảy. D. Tất cả ba đáp án A, B, C. Mời bạn nam lớp 11, xin lỗi 12 B3 đầu hàng đấy. Thứ hai là em tên Võ Nhật Khanh, đến từ lớp 12 B3. Phương án em chọn là phương án D. Phương án D. Tất cả ba đáp án A, B, C. Xin chúc mừng bạn Nhật Khanh lớp 12 B3. Nãy cho chọn đáp án cuối là đúng rồi. Như vậy là 4 câu hỏi trôi qua và chúng ta đã trả lời rất là nhanh. Hy vọng là tất cả các cái kiến thức này chúng ta nắm và chúng ta vận dụng vào thực tiễn thật tốt. Tiếp theo, câu hỏi thứ 5. Việc đầu tiên chúng ta cần làm gì khi bị chuột rút ở dưới nước? A. Bơi nhanh vào bờ. B. Bơi đứng. C.
C, bình tĩnh thả lỏng người trong nước và gọi người xung quanh đến giúp đỡ. D, dễ dụa để hết tình trạng chuột rút. Mời cánh tay của lớp 10A2. Em tên là Nguyễn Nhật Thịnh của lớp 10A2. Em chọn đáp án C. Đáp án C tức là bình tĩnh thả lỏng người trong nước và gọi người xung quanh đến giúp đỡ, tức là khi chúng ta bị chuột rút. Xin chúc mừng bạn Nhật Thịnh lớp 10A2. Tiếp theo là câu hỏi thứ 6. Tôi thấy nhiều quà quá nó mừng. Câu hỏi thứ 6, câu hỏi này là câu hỏi tự luận trong vai trách nhiệm nha. Chúng ta chú ý. Nếu mà chúng ta trả lời các ý mà ban tổ chức cảm thấy là nó gần đúng với đáp án nhất thì sẽ có phần quà nha. Câu hỏi như sau. Sau khi đưa nạn nhân bị ngạt nước lên bờ, những biện pháp chúng ta cần xử trí tiếp theo là gì? Mời cánh tay đầu tiên của bạn 12D2. Mời em lên phía trên này cho cái mic nó nói cho nó dễ, chứ xa qua sống có thu không tới. Mời em. Sau khi đưa nạn nhân bị ngạt nước lên bờ, biện pháp chúng ta cần xử trí tiếp theo là gì? Thầy là mình cần để nạn nhân nằm xuống. Nếu mà thấy nạn nhân đang không thở được thì sau khi đưa vào chúng ta sẽ hạ hơi nhặt đạo cho nạn nhân để tránh tình trạng bị ngạt nước dẫn đến. Sau đó là cởi bỏ đồ ướt ra làm ấm cơ thể nạn nhân bằng cách đắp thạch khô người của nạn nhân. Và đặt cho nạn nhân nằm nghiêng để nạn nhân dễ ói nước ra ngoài, đưa đến trạm y tế gần nhất. Hết rồi thầy. Rồi đúng vậy. Như vậy trước khi mà có biết được là có được nhận quà hay không thì chúng ta nghe cái câu trả lời như sau. Thứ nhất là chúng ta đặt nạn nhân nằm ngửa, tức là sau khi mà đưa nạn nhân bị ngạt nước lên bờ, chúng ta thực hiện này. Thứ nhất là đặt nạn nhân nằm ngửa. Thứ hai là kê đầu nạn nhân hơi ngửa về phía sau. Thứ ba là móc đờm giải và các dị vật trong miệng nạn nhân ra ngoài. Thứ tư là hô hấp nhân tạo. Và thứ năm là liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất. Như vậy chúng ta thấy bạn có xứng đáng nhận quà không ạ? Có thầy. Có, rồi, được rồi. Bạn lớp 12D2 sẽ nhận được một phần quà. 11 chứ không 12. Tiếp theo một câu hỏi tự luận. Chúng ta lắng nghe. Các bước để ta hô hấp nhân tạo. Nhớ lại thứ trong môn quốc phòng hình như có nha. Ai học môn quốc phòng rồi chúng ta cố gắng ta nhớ lại. Bộ 18 này. Mời lớp 11A8 em di chuyển lên phía đầu hàng đi. Thứ hai là em là Phan, con gặp lớp 11B8. Em trả lời câu hỏi là khi mà hô hấp nhân tạo thì ta cần cởi quần áo ướt và cởi cách thắt lưng ra để người nạn nhân đỡ bị chạy. Đầu tiên là đặt nạn nhân nằm ngửa để cổ cao lên để đỡ bị ngạt hơi, lấy dị vật ra nếu như mà có. Thứ hai là bắt đầu thổi hô hấp cho nạn nhân là đối với người lớn và trẻ em thì thổi 20 lần, còn đối với người lớn và trẻ em trên 8 tuổi thì thổi 20 lần, còn trong 1 phút, còn dưới 8 tuổi là từ 20 đến 30 lần. Hô hấp nhân tạo khi mà tim nặng thì mà nạn nhân không tim vẫn còn đập. Còn gì nữa không em? Hay là nếu mà thổi vô đầu thì phổi nạn nhân nó sẽ phồng lên và chờ phổi nạn nhân hẹp xuống thì mới thổi ngạt tiếp. Rồi cảm ơn bạn anh Thư. Có bạn nào bổ sung thêm không? Bạn trả lời có ý đúng nhưng mà chưa có
đầy đủ lắm. Mời bạn khác bổ sung. Trước khi mà công bố đáp án thì bạn Anh Thư cũng xứng đáng nhận được một món quà của ban tổ chức. Chúc mừng. Chúng ta lưu ý các bước để chúng ta hô hấp nhân tạo như sau. Thứ nhất là đẩy đầu nạn nhân về phía sau, nâng kèm nạn nhân lên, cho hai hàm răng chạm vào nhau, quan sát và lắng nghe hơi thở nạn nhân. Nếu nạn nhân không còn thở thì bịt mũi nạn nhân, dùng miệng ngậm kín miệng nạn nhân, thổi hai hơi liên tiếp. Thứ ba là đặt hai tay chồng lên nhau trên ngực của nạn nhân ở liên sườn 3 và 4, ấn tay 15 đến 20 lần. Tức là 15 đến 20 lần thì chúng ta sẽ ấn tay vừa phải, lực vừa phải nha. Chú ý là lực vừa phải, chứ nếu mà chúng ta ấn mạnh thì có thể là gây tổn thương cái sườn, thậm chí là gãy sườn của nạn nhân, nên chúng ta phải chú ý. Thứ tư là kết hợp giữa hà hơi thổi ngạt và ép tim ngoài lồng ngực cho đến khi nạn nhân có dấu hiệu sống hoặc có sự can thiệp của cơ quan y tế. Còn tới 4 câu nữa luôn rồi. Câu hỏi tiếp theo. 4 câu nữa hả? Nhiều dữ vậy. Khi cứu nhiều nạn nhân cùng bị đuối nước, tức là chúng ta thấy là có 3-4 người gì đó đang bị đuối nước, thì chúng ta cần tuân thủ theo những nguyên tắc nào? Đúng rồi. À, câu đầu tiên chưa thấy cánh tay nào. Nãy giờ là câu nào là cũng có cánh tay vô liền, nhưng mà thấy câu này là... Nhắc lại câu hỏi là khi cứu nhiều nạn nhân cùng bị đuối nước thì chúng ta tuân thủ theo những nguyên tắc nào? Chắc là ai gần mình nhất là mình cứu. Trạng thái nó với anh chị, trạng thái nó với đuối nước đó. Gõ Google, mấy đứa chứ điện thoại gõ Google. Nhanh, chúng ta khẩn trương. Chúng ta còn rất là nhiều phần quà. Rồi mời một cánh tay ở phía sau. Mời em lên phía trước đây, cho nó gần với cái... Xin chào, mình là Bùi Lê Đức Thịnh, học sinh của lớp 12AB1. Thì đến với câu hỏi hôm nay thì em xin trả lời là, thứ nhất thì mình nên kiểm tra xung quanh thử có người nào trên bờ và hô hào cứu giúp. Thứ hai là ưu tiên những người ở gần bờ. Trường hợp nếu có hai người ở cùng khoảng cách thì mình sẽ ưu tiên người đang bị đuối nước nhiều hơn. Và ưu tiên cuối cùng chính là gọi điện cho bệnh viện và các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc. Và em xin hết rồi. Xin cảm ơn câu trả lời của bạn Thịnh đến từ lớp 12A1. Và bạn Thịnh sẽ nhận được một món quà của đoàn trường. Trong câu trả lời của bạn Thuận thì đã đảm bảo được 2 trên 3 cái nguyên tắc. Xin nhắc lại chúng ta như thế này. Khi chúng ta cứu nhiều nạn nhân cùng bị đuối nước thì chúng ta cần tuân thủ theo những nguyên tắc như sau. Thứ nhất là không được cứu nhiều người cùng một lúc. Tức là khi mà 3 người mà bị đuối nước thì chúng ta không nên cứu tất cả 3 người cùng lúc. Thứ hai, nạn nhân nào gần bờ thì chúng ta cứu trước. Gần bờ thì nó dễ thuận tiện cho chúng ta hơn, thấy chưa? Còn lúc nãy là không cứu còn nhiều người cùng lúc, chúng ta không thể đảm bảo đủ sức khỏe chúng ta cứu hết tất cả 3 người đó, nên chúng ta phải ưu tiên là người gần bờ. Và nguyên tắc thứ ba là nạn nhân nào đuối hơn thì chúng ta cứu trước. Thứ nhất là đuối hơn là người ta không còn sức để vùng vẫy nữa, để tránh nguy hiểm cho bản thân người cứu. Thứ hai là chúng ta để đảm bảo an toàn cái tính mạng cho cái người đó trước, người nào đuối hơn đấy. Thấy chưa? Ba nguyên tắc đó. Và một câu hỏi cuối cùng. Vì thời gian cũng còn ít nên chúng ta sẽ một câu hỏi nữa rồi chúng ta sẽ xin học lớp. Khi đang bơi nếu không may bị chuột rút thì chúng ta xử lý thế nào? Mời bạn Nam, lớp 10. Nằm ngửa. À,
Thưa thầy, em tên là Võ Trần Thúy Hạnh, học sinh lớp 10A bên em. Và câu hỏi, em xin trả lời câu hỏi của thầy là: khi đang bơi mà bị đuối nước thì chúng ta sẽ ngưng vùng vẫy và thả lỏng cơ thể và gọi người tới giúp. Còn gì nữa không em? Nó liên quan đến các cái bộ phận chuột rút trên người, ví dụ chân tay đó, thì chúng ta xử lý nó như thế nào em? Thưa thầy là nếu mà bị rút ở tay thì chúng ta dùng một tay còn lại để bơi nhẹ vào bờ. Rồi được rồi, cảm ơn em. Bạn nào có ý kiến bổ sung không ạ? Trước hết thì tặng cho bạn lớp 12B5 một phần quà đây. Rồi bạn nào bổ sung, mời bạn nữ. Cái em xe lên phía đầu hàng cho anh xin trả lời cho anh dễ. Dạ thưa thầy, em tên là Trần Lê Thu Hà, là lớp 10AB2. Em xin bổ sung thêm ý kiến là nếu như có dấu hiệu bị chuột rút thì cho dù ở gần hay xa bờ thì mình phải gọi người tới cứu giúp, và phải la to lên, mặc dù là ở đó không có người thì mình cũng phải la. Tại là mình phải tại là mình phải ngưng vùng vẫy và nằm bơi ngửa cao cổ lên và thả lỏng người, sau đó thì mình gọi người tới. Ngoài ra thì khi mà mình bắt đầu có dấu hiệu thì mình phải ngay lập tức chạy vào bờ, nếu như lúc đó mình đang ở gần bờ. Rồi cảm ơn một câu trả lời của lớp 10B2. Mời em nhận một phần quà. Và sau đây thì thầy sẽ công bố cái kết quả. Tức là hai bạn trả lời nhưng mà ý nó gần như là trùng nhau, chưa có cụ thể nha. Khi chúng ta bơi nếu không may bị chuột rút thì chúng ta xử lý như sau. Thứ nhất là nếu mà ngón tay bị chuột rút, tức là cơ nó bị đơ cứng cái ngón tay, đau, thì chúng ta nắm chặt bàn tay, sau đó dùng sức để xì các ngón tay ra, làm vài lần sẽ khỏi. Thấy chưa? Đó là đối với chuột rút ngón tay.